Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi học tên các ngón tay và đếm các ngón tay nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi video với cô nhé. Các bé ơi, tay đâu tay đâu? Các bé hãy giơ bàn tay trái cho cô nào. Đây là bàn tay trái. Rồi, các bé tiếp tục giơ bàn tay phải cho cô nào. Đây là bàn tay phải. Như vậy là chúng ta có hai bàn tay. Bàn tay trái và bàn tay phải. Nào, bây giờ các bé cùng cô sẽ đi nhận biết tên của các ngón tay nhé. Rồi, đây là bàn tay trái của cô. Nào, các bé hãy đưa bàn tay trái lên nhé. Rồi, bây giờ cô đố các bé. Đây là ngón gì nào? À, đây là ngón tay cái. Rồi, tiếp theo. Đây là ngón gì nào? Đây là ngón tay trỏ. Tiếp theo. Đây là ngón gì nào? Đây là ngón giữa. Tiếp theo. Cô đố các bé, đây là ngón gì nào? Đây là ngón áp út. Rồi, còn một ngón cuối cùng là ngón tên gì nào? À, các bé ơi, đây là ngón út nhé. Như vậy, bàn tay của chúng ta có tất cả 5 ngón. Đầu tiên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Bàn tay phải của chúng ta cũng tương tự như vậy nha các bé. Các bé ơi, bây giờ các bé hãy giơ bàn tay trái lên cho cô nào. Chúng ta sẽ đi học đếm số ngón tay trên bàn tay nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng đếm theo cô nhé. Các bạn giơ tay trái lên nào. Cùng đếm theo cô nhé. 1 2 3 4 5 Như vậy, bàn tay của chúng ta có 5 ngón tay tương đương với các số từ 1 đến 5. Cô đố các bé, bây giờ cô giơ như thế này là mấy ngón tay nào? Các bé cùng đếm xem. À, 1 ngón tay. Tiếp theo, cô giơ như thế này là mấy ngón tay nào? Để hãy đếm cùng cô nhé. 1 2 Như vậy chúng ta đã giơ 2 ngón tay lên. Tiếp theo, cô đố các bé, cô giơ như thế này là mấy ngón tay nào? Muốn biết bao nhiêu ngón tay, chúng ta sẽ đếm nhé. 1 2 3 À, cô giơ như vậy là 3 ngón tay. Theo, cô đố các bé, cô giơ như vậy là mấy ngón tay nào? Bây giờ chúng ta cùng đi đếm nhé. 1 2 3 4
À, cô giơ như vậy là bốn ngón tay. Tiếp theo, cô giơ như vậy là có bao nhiêu ngón tay các bé nhỏ? Bây giờ chúng ta sẽ đi đếm nhá. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, các bé ơi, cô giơ nguyên một bàn tay trái lên như vậy hoặc nguyên một bàn tay phải thì nó là tất cả 5 ngón tay. Như vậy, các bé hãy nhớ cho cô là một bàn tay của mình có tất cả 5 ngón tay. Các bé ơi, các bé hãy nhớ nhé, một bàn tay thì có 5 ngón tay. Các bé hãy nhớ rõ giùm cô nhé, một bàn tay có 5 ngón tay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giơ bàn tay trái và bàn tay phải lên cho cô nào. Rồi, chúng ta sẽ đi đếm xem tổng hai bàn tay của mình có bao nhiêu ngón tay nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. À, như vậy hai bàn tay của chúng ta có tất cả là 10 ngón tay. Như lúc nãy cô đã nói, một bàn tay của chúng ta có 5 ngón tay thì hai bàn tay sẽ có 10 ngón tay. Các bé hãy nhớ kỹ trong đầu nhé, hai bàn tay là 10 ngón tay, một bàn tay thì có 5 ngón tay. Các bé hãy nhớ rõ giùm cô nhé, để mai mốt mình sẽ đi làm phép toán cộng và phép toán trừ trên số ngón tay này nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Lâm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!